Quý vị không có quản ngại đường xa, có những người lái xe 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hoặc nhiều hơn để đến đây cùng với chùa cử hành đại lễ báo ơn cha mẹ. Chúng này chúng ở trong kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật có dạy rằng gặp thời gặp Đức Phật, khéo thời cha mẹ là Phật. Đức Phật Thích Ca là mẹ, Đức Phật Như Lặc là cha. Vậy có nghĩa là khi chúng ta kính ngưỡng hai Đức Phật hiện tại, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta kính ngưỡng Đức Phật tương lai và Đức Phật Như Lặc, thì cùng một lúc có nghĩa là chúng ta tôn thành cha mẹ ở tại nhà. Vì vậy mà người Việt Nam có câu con đâu cho bằng con nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tâm. Thật sự ra cái chữ tu là sửa, thì tu nó có 2 cách, một là xuất gia, hai là làm cư sĩ. Chứ không có nghĩa là người xuất gia là người bất hiếu, chỉ có người tại gia mới bất hiếu được. Cái báo hiếu mà theo cái nghĩa thông thường là chúng ta ở nhà, chúng ta kính thờ cha mẹ, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, cái đó là tự hiếu. Khi nào chúng đại hiếu thì như thế nào? Đại hiếu là chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho cha cho mẹ đưa trên cái con đường thánh thiện, để cho cha mẹ giải thoát khổ đau ở tận tâm hồn, thì cái đó là đại hiếu. Ví dụ như có nhiều khi mình cho cha mẹ cái ăn cái mặc, nhưng mà lời nói hàng ngày, cử động chỉ hàng ngày mình làm cho cha mẹ buồn khổ, thì cái đó cũng chưa phải là hiếu. Bởi vì cái đó mình chỉ mới cho được cái vật chất, mà buồn lại thì tâm hồn cha mẹ nó không khổ. Có nhiều khi vì cha mẹ không có người kia hơn thì mình lại buồn, mình nói rằng cha mẹ không tin mẹ. Nhưng mà quý vị có biết không, cái đó người ta gọi là bình thiên mà không có bình thiên. Ở dưới tận cái lòng đất thì nó có lồi lõm, cho nên ở mặt đất tận đáy biển thì nó không bằng, nhưng mà ở trên mặt đất thì sao, nó bình đẳng. Có nghĩa là cái tình thương của cha mẹ thì bình đẳng, không hơn không kém.
Nhưng mà đối với cái người mà con nghèo mà yếu kém hơn, nghèo khổ hơn, bệnh tật hơn, thì cha mẹ thương cái người đó, chăm sóc cái người đó hơn, chứ không phải là thương người nhiều. Cái tình thương của cha mẹ là tình thương. Không mà nói như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rằng mình kiểm lại có phải không? Hôm qua nay có bà đến đây chỉ có 2 ngày, tối hôm trưa qua ở đây cũng được. Thì trong số mấy Phật tử mà đến đây lễ Phật á, có 2, 3, 4, 5 người mẹ, có những người con bệnh, mà Pháp Hòa thấy chỉ nhìn mà im lặng mà thương vô cùng và tận trong lòng. Vì mình thấy rõ cái tình của người mẹ đối với đứa con. Đứa con nào mà nó tình, dù nó quấy rầy, nó la hét, nó biểu trò hết, nhưng mà người mẹ lại chăm sóc chiều chuộng đông như nó. Vì sao vậy? Cái nghiệp của nó phải mang, mà cái đạo thì cũng mình phải chăm sóc nó trọn cuộc đời này. Đến khi nào nó hết duyên nó đi thì thôi, chứ còn mình cũng phải bỏ nó. Có phải vậy? Thành thử ra đừng có nói chi mà nó bệnh, nghĩa là si khờ cả đời. Chỉ cần cái đứa con nó đau, nó bệnh, nó cảm, nó yếu thôi, là mẹ cha chăm sóc vô bệnh. Mà không cần biết đứa con nó lớn đâu như thế, nhưng mà nó về nhà, trong con mắt của mình, đứa con nó vẫn là đứa con. Dù đứa con nó có vợ rồi, có chồng rồi, thậm chí nó có con rồi, nó có cháu rồi, nhưng mà đối với cha mẹ thì người con nó vẫn còn nhỏ. Không bà nói như vậy là không bà biết rằng quý bác, quý cô chú ở đây cảm nhận được. Không bà là gần 40 tuổi mà mẹ của không bà đó, trong đầu cứ nghĩ mình giống như là con nhỏ. Mỗi lần gặp một cái thì uống nước chưa, mà nghe mà bởi bệnh á, mà có cái chỗ nó, mà lỡ mà ai mà biết không bà bệnh cảm rồi, là con liên tục nhắc nhớ uống thuốc nghe, nhớ uống sữa nghe, nhớ này nhớ kia đủ thứ, rồi mình mới thấy cái tình của mình. Cho nên mình mới thấy nói như vậy thì tất cả ai mà mình còn nghĩ rằng mẹ cha chi nhiều thương ít, đừng có khởi cái thiệt. Đối với cha mẹ và con cái là đồng đều, vì người nào cũng từ cha mẹ sống. Nhưng mà trong 2 người anh em với nhau thì cái đứa kia nó lại bình thường. Rõ ràng nếu mà quý vị thấy mình cảm, mình bệnh 1 ngày 2 ngày mình đã khó chịu, không chỉ đứa con cũng phải mang cái bệnh tật cả đời. Con Hòa là từng chứng kiến những người mẹ chăm sóc cho đứa con một bệnh tật thấy thương. Cho nên cái đó là cái nghiệp của nó phải gánh cả cuộc đời. Nhưng mà tại sao không ai khác mình ở bên đời của mình? Đó, cho nên mình gặp một đứa con nào bệnh tật, quý vị cũng không buồn, vì nó có cái duyên nào mình phải cứu ngay từ lo. Cho ngày xưa có 2 người mà người ta nợ với nhau rồi chưa kịp trả, đi xuống Diêm Vương này nói là kiếp sinh chắc có lẽ là bạn rồi anh em gì không được. Và cuối cùng cái người kia nói thôi bây giờ con xin làm mẹ. Cái người mà mang nợ ấy xin làm mẹ của cái người mà mình ra ơn cho mình, để làm gì? Chỉ có mẹ cha mới trả nợ cho mình tận cùng tận tất xúc. Người Mỹ thì họ sống đứa con 18 tuổi là họ tìm cách đẩy đi để cho đứa con tự làm. Nhưng mà người ở đâu mình là khác. Đứa con nào mà nó còn ở với mình ngày nào một mừng ngày nào tận. Nhiều khi nghe nó dọn đi mình còn không chịu, mình nói ở với cha mẹ có cơm ăn, có nhà ở, sao ở, là đi ra ngoài ở. Thấy không? Thành tử ra mình mới thấy rằng cái tình thương của cha mẹ vô cùng. Có cha mẹ nào mà ghi sổ không? Con uống mấy bình sữa, xài bao nhiêu ký tả, xài bao nhiêu món đó. Nhưng mà mình nuôi cha nuôi mẹ thì mình tin rằng tôi chăm sóc bà tôi hết tháng rồi, hết năm rồi. Cho nên mới có cái câu đó, cha mẹ thương con biển hồ lan lan, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày, con nuôi cha mẹ nuôi con biển hồ lan lan, còn con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Mình nuôi cha năm mình nhớ rõ, tôi nuôi năm năm mà cha mẹ không bao giờ không ai nhớ tôi nuôi con tôi cho ra. Cho nên mẹ là tất cả,
mẹ là cho đi không đòi lại. Cho nên á, quý vị mới thấy cái ngày lễ Vu Lan, Vu Lan Bồn này, người Trung Hoa người ta gọi cái ngày mà mình cha mẹ sinh mình ra, cái ngày sinh nhật của mình á, quý vị biết cái ngày đó mình gọi là sinh nhật. Sinh là mình sinh ra đời, nhận một cái ngày, ngày mình sinh gọi là sinh nhật. Nhưng mà nó có một cái danh từ nữa hay lắm, cái đó gọi là ngày mẫu nam. Cái ngày sinh của mình á, tiếng Hán là mẫu nam. Tại sao gọi là mẫu nam? Mẫu nam tức là cái ngày đó là ngày khó khăn của người mẹ. Có người phải đau bụng tới 10 tiếng, có người đau bụng 5 tiếng, 20 tiếng cả ngày. Cho nên sinh một người con ra thì người mẹ sao vất vả vô. Hồi nãy cái câu hát không? Biển cả mênh mông một mình dù sống. Mẹ đã bắt đầu cái niềm cảm diện. Tâm hồn của mẹ vui buồn lẫn lộn triền miên lạ lùng không tạm. Tại sao vui? Vui vì con mình bây giờ đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì kể từ khi con rời bụng mẹ, kể từ giờ phút đó, có nghĩa là ấm lạnh sẽ riêng. Khi nào con còn ở trong bụng mẹ thì mà cái sự ấm êm của con á, mẹ take care được. Cho nên mẹ không dám uống lạnh, mẹ không dám ăn quá nóng, mẹ không dám đi mạnh. Đứa con nó phải được bảo vệ một cách tuyệt đối. Cho nên cái chỗ mà đứa con nằm gọi là tử cung. Tử là gì? Tử là đứa con. Cung là cung điện. Tử cung là cung điện của đứa nhỏ. Cho nên gọi là tử cung. Mà cái ngày mà mẹ sinh mình ra gọi là ngày mẫu nam. Ngày đó người mẹ chịu cực. Thấy không? Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu mà. Khi sinh sản hiện nguy chi xiết, sinh đặng rồi tinh huyết dần dần, ví như một tiết cây nghe nhất sanh, thập tử nhiều về gian nan. Trong kinh Báo Hiếu mà. Rồi bây giờ mười cả nước của cha mẹ, con còn nhỏ phải lo chăm sóc, ăn đắng cay bùi ngọt thật tốt, phải tắm, phải giặt rửa cho biết rằng dơ giấy mẹ không ngại. Nằm phía ướt con nằm phía rắn, sợ cho con ướt áo của con. Hoặc khi ghẻ chốc khắp thân, ắt con phải chịu trong phần thật. Ai đã từng làm cha làm mẹ? Ông bà chỉ mới làm thầy thôi. Hồi xưa có những chú tiểu ngủ chung của các bạn, có những chú là mắc cái bệnh tiểu đi. Tiểu mà không biết mình tiểu, ngủ chung của mình tối, giật mình ở đêm trong giường xuống hết trơn. Tè trong buồn nào. Mình mới làm thầy đó mình thương. Cho nên tại sao mình không con mình không cúi cỡ nào mình thấy mình không? Tại sao vậy? Người Việt Nam có câu là máu ai thơm thịt đấy. Máu ai thơm thịt đấy là con của mình hút lên nó nè. Nó không tắm, không rửa, nhiều khi nó ngủ dậy nó chưa kịp đánh răng mình hút vào. Quả thật cái câu là máu ai thơm thịt đấy. Đệ tử mà mình hút chỉnh con không đệ tử người chăng. Rồi các bạn mới thấy mình làm thầy mình thương đệ tử rồi. Khi mà nó xa mình có thấy mình đứt tình. Từ hồi nào những nhỏ nó sống với mình chăm sóc đầu tư, lớn lên có thể nó đã không còn sống với trong hiện nay. Mặc dù mình biết ở trên cái bình diện đạo lý, mình biết cái đó là gì, nhân duyên thôi. Đứa nào đủ duyên, đủ phước thì tiếp tục con đường này. Hết duyên, hết phước thì theo đời. Biết vậy, nhưng nghĩ chung chúng ta vẫn là con người. Cũng có thương, cũng có tình, cũng có cảm. Vì vậy mà quý vị biết, cái người tu ta không phải biến mình thành sỏi đá để rồi chơi chơi trước mọi sự vật, mà chúng ta biết cả. Đức Phật nói dạy, cái cách sống cao đẹp để mình có thể làm đẹp bản thân mình và hướng dẫn các con các cháu mình ở trên con đường thì chúng ta phải sống ba điều, đó là chân, thiện, mỹ.
Thiện là gì? Thiện là một nghĩ lại. Thí dụ hôm nay nè, mình tổ chức một buổi lễ này, đó quý vị thấy không? Trang trí vậy nè, đẹp không? Đẹp, mà cái trang trí mà đẹp kinh vị. Thiện là sao? Thiện là lành, là tốt, là khéo. Chân là bày tỏ tấm lòng mình cả một cái tấm. Cho tôi còn biết được từ sư cô trụ trì xuống cho đến quý Phật tử và đến tất cả những Phật tử đến những lễ ngày hôm nay đều thể hiện cái tấm lòng chân thành. Mình không chân, mình không bỏ từ xa đến đây. Cho cái chân, cái thiện, cái vị đó gói ghém trong cả cuộc sống hàng ngày. Và Đức Phật dạy trong kinh có bốn cái phương pháp để làm cho chúng ta đẹp, đẹp chân, đẹp thiện. Trong chân nó có thiện có mỹ, tại vì nếu mà không thiện mỹ thì chưa phải là chân. Trong mỹ nó cũng phải có gì, có chân có thiện. Trong thiện nó có mỹ có chân. Tại sao vậy? Bởi vì Pháp Hòa đã ví dụ mình nâng một nén hương lên cúng Phật, trong cái hương nó trồng thật đẹp vậy, nhưng mà trong cái nén hương đó nó chứa cái sự chân thành của ta dân lên Phật. Cho nên chúng ta mới có câu là nguyện đem lòng thành kính gợi theo đám nén hương. Có phải không? Nếu mà mình không có thành kính bằng cả tấm lòng thì làm sao mình dâng nén hương? Cho nên trong nén hương mình dâng cho Phật nó có chân, có thiện, có mỹ. Cho nên cái pháp đầu tiên Phật dạy là sống chân thật. Chân thật từ lời nói, chân thật từ là cách nghĩ, chân thật từ hành động. Trong gia đình Phật tử ở Phật giáo Việt Nam ta có một cái đoàn thể tên là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử này đã có mặt ở đất nước Việt Nam hơn 60 năm. Ngày xưa là do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thắng tổ chức ra một đoàn thanh niên, và đầu tiên chưa gọi là gia đình Phật tử, chỉ gọi là đoàn Phật tử gì đó. Nhưng mà sau Phật tử thì nó trở thành là một cái đoàn thể đặt là gia đình Phật tử. Và bây giờ quý vị thấy các em mặc đồng phục quần xanh, xanh sẫm đó, rồi áo sơ mi màu lam, rồi các em có những cái cấp bậc nó tiên lên, nó gắn hồi nhỏ có hoạt của tư gia đình Phật tử. Thì các em trong gia đình Phật tử đó thì có những cái điều luật, thì các em còn làm thiếu đó đọc cái câu là Phật tử quy y Phật pháp tăng và giữ giới là phát nguyện. Phật tử mở rộng lòng vương tôn trọng sự sống. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Có năm cái điều luật mà làm thiếu phải phát nguyện. Thì hôm nay Đức Phật cũng dạy chúng ta sống với cái chân, sống với cái thật. Là thật là gì? Thật về là nước lạnh. Không có nước nào mà qua nước lạnh hết á. Quý vị có uống coca, uống cà phê, uống trà, uống bất cứ nước nào, nhưng mà rồi cái chai nước mà nó ngon lành, mặc dù nó lạnh nhất à, nhưng mà nó là cái chai nước chúng ta cần thiết trong cuộc sống là cũng như thế. Chúng ta phổ biến làm cái gì làm, chúng ta có ăn bún, ăn mì, ăn gì ăn cũng không ăn cơm nó lạc lắm, nhưng mà nồi cơm đó là cái nồi cơm chính. Cho có nhiều vị mà sống trong gia đình á, hạt gạo lúc nào cũng phải đầy, nhà lúc nào cũng phải nồi cơm, tại vì nhiều khi có khách, hoặc là về đói lúc nào cũng có miếng cơm. Cũng như thế, mình sống trong đời, cái chân từ lời nói, cái chân từ việc làm, cái chân từ ý nghĩa, và Phật dạy chân thật. Có một cái em bé đó, không phải nhớ câu chuyện này ở Đức. Cái câu chuyện được kể là cái hồi mà ở Đức người ta nghèo đói, có bụt dạo, có nạn đói. Thì có cái ông nhà giàu đó, ông làm bánh mì, để một rổ bánh mì và cho các em nhỏ nó tới nó lấy. Thì quý vị biết bánh mì mà người ta làm ra thì nhiều khi có ổ lớn mà nó xê xích chút vậy đó. Thì ông đem một rổ bánh mì ra thì con Đức nó nhào tới nó chụp, và đa phần là đứa nào cũng dành một cái rổ bánh mì lớn nhất. Thì cuối cùng có cái đứa nhỏ đó
đó dù cho người khác nó che cũng được, thì nó đứng ở bên ngoài và nó đến và nó hưởng lực cái ổ bánh mì nhỏ chứ. Ông chủ đứng ngoài này, ngày hôm sau cái rổ bánh mì cái gì cũng được mang ra. Thì cũng như thế, đó cũng lại là cái đứa nhận cái ổ bánh mì nhỏ nhất mà sao cùng nhất. Hôm thứ ba cũng y như vậy, khi mà nó cắn một ổ bánh mì nhỏ của nó, nó phát hiện ra trong ổ bánh mì nó có 6 đồng tiền. Nó mang 6 đồng đó, nó tới nó đưa cho ông chủ. Nó nói thưa ông, chắc có lẽ cái ổ bánh mì này nó lộn của ông. Con ăn, con cắn vô bánh mì mà có 6 đồng và con mang nó ra. Ông nói rằng không, ông cho cháu. Ông nói dạ không, tại vì ông chỉ nói ông cho bánh mì chứ không có tiền. Thì ông mới nói ngày hôm qua giờ đó, ông đứng bên ngoài ông quan sát và ông thấy được cái tấm lòng chân thật của con. Và ngày hôm nay cái chân thật nó hiện bày bằng cách là con cắn ổ bánh mì, mà trong ổ bánh mì này nó có tiền mà con không tham. Cái lòng không tham của con nó đáng được hưởng 6 đồng tiền. Câu chuyện rất hay, đó là thật là chân. Quý vị nhớ có quà kể, quý vị nghe câu chuyện Phật tử. Mà nhan hồi mà cái thời đói, cái thời nạn đói, Khổng Tử nhan hồi cùng các vị khác đi sang các nước khác, mà đi trên đường người ta tặng cho một lon gạo. Đức Khổng Tử mới bảo là đi nấu cơm thổi lên ăn. Rồi tới hồi mà Khổng Tử ngồi trên phòng đọc sách, ngó xuống thấy nhan hồi dở nồi cơm và lượm mấy hạt cơm ở trong đó ra ăn. Khổng Tử thất vọng. Khổng Tử không ngờ đệ tử mình có một người là không có lễ độ, ăn cơm trước rồi. Khi mà nồi cơm được mang ra, Khổng Tử muốn thử lòng không chờ. Đức Khổng Tử mới nói rằng, ta luôn luôn ban ơn cha mẹ của ta. Vì vậy mà hôm nay dù gặp nạn đói, nhưng mà may mắn thay chúng ta có chén cơm này. Ta xin phép các đệ tử cho ta được cúng cha mẹ ta trước. Nhan hồi nói dạ thưa thầy, con xin phép thầy hôm nay thầy được cúng. Hỏi tại sao? Nói tại vì hồi nãy khi xới cơm, lỡ tay một vài hạt cơm nó rớt ra ngoài và nó dính bụng. Và con nghĩ rằng gặp thời đói khổ, bỏ hạt nào uổng hạt mấy. Vì vậy con đã xin phép thầy con lượm những hạt cơm dơ đó, con phủi bụi và con đã ăn. Và con nghĩ rằng một khi con đã ăn trước, có nghĩa là thiếu lễ độ, cho nên con xin phép thầy được. Lúc đó Khổng Tử vỡ, lúc đó Đức Khổng Tử mới vỡ ra mấy điều. Là thứ nhất đó, là mình chỉ đứng ở xa, mình thấy cái người đệ tử cầm cơm ăn, mình đã đánh tâm nghi. Nhưng mà cái lòng nó quá chân, quá thật. Chân thật ở cái chỗ là dám nói lên rằng á, dạ thưa thầy, con đã xin phép thầy, con mạng phép thầy, con đã khổ, con ăn cơm. Nhưng mà hạt cơm con ăn không phải là từ trong hồn, mà rất từ ở bên ngoài. Khổng Tử chỉ nhìn mà định đoán, đứa học trò này không có tiền ngoan, không có lễ độ, ăn cơm trước mình. Mà cái chân của nhan hồi là dám nói sự thật, con xin phép thầy, nãy con đã lừa. Cái chân là không dám phí, cái chân là nói thật, con đã ăn trước. Và Khổng Tử tự trách mình, may là nhan hồi nói ra, nếu không thì Khổng Tử này đã mang một cái tội hồ đồ. Hồ đồ là đứng xa mà đụng đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta có 10 cái pháp để hiển lộ cái chân, bằng cái cách là chúng ta cung thân thì giữ 3 điều: không sát sanh, không trộm cướp, tà hạnh. Ở nơi miệng chúng ta giữ chân có 4 điều: không nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Không thêm dệt, tức là đặt điều đặt chuyện thêm thắt, tới đầu này thọc đầu kia, tới đầu kia thọc đầu nọ. Điều thứ ba ở nơi miệng là không ác ngôn, tức là chửi rủa mắng xả. Điều thứ tư là không dùng những lời bỏ ngon như dụ dỗ người khác.
cái chân ở cái niệm có bốn điều. Điều thứ năm là điều thứ ba, chân ở cái ý là ba điều. Bớt cái gì? Bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Tham sân si hồi niệm. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình tụng kinh đó, mình khai chuông mõ, mười tiếng mõ. Mười tiếng mõ là tượng trưng cho thân, miệng, ý giữ điều thân. Cho nên mình cảm hóa được cái, mình hiểu lộ được cái chân bằng cách là chúng ta sợ. Và quý vị thấy trên đời cái thật lúc nào hay và đẹp ở cái gì? Cái điều thứ hai mà Phật dạy chúng ta là gì? Để chúng ta có một cái thiện á, ở nơi lòng á, là chúng ta phải tự hóa. Hồi nãy Pháp Hòa nói chân thật nghe. Bây giờ điều thứ hai Phật dạy là tự hóa. Tự là gì? Là tự mình. Hóa là gì? Cảm hóa, giáo hóa cái tâm mình. Tự hóa, tự giáo hóa cái tâm. Bây giờ mình có học bao nhiêu ngàn quyển kinh, quyển sách mà chúng ta không tự giáo hóa cái tâm của mình á, thì không bao giờ tâm mình nó thay đổi. Thí dụ nghe, mình khởi tâm tham, mình không giáo hóa cái tâm tham, cái này tham nó tinh lặng. Hay là mình đổi cái tâm gọi là gánh tị, mình phải tự mình cảm hóa cái tâm gánh tị. Tại sao mình gánh tị? Cho nên Đức Phật nói cái đẹp của cái người tu là gì? Là mình tự cảm hóa, tự giáo hóa được cái tâm. Tại sao vậy? Nếu mình không tự giáo hóa cái tâm mình á, thì sao? Cái tư tưởng xấu nó cứ khởi lên ngoài. Nói vậy thôi, tu thì tu chứ tham, sân, si, mạng, nghi, đố kỵ đầy ắp trong tâm. Mình đi chùa, mặc dù mình có chuỗi rồi nha, mình có xong chuỗi rồi, mà mình thấy thầy trụ trì cho một sư cô nào đến tặng cho bạn mình xong chuỗi mà không tặng mình, hỏi tự mình hỏi mình có buồn. Thật sự là cái đó thật sự không có tội lỗi gì, nhưng mà những lúc như vậy mình tự mình cảm, mình còn cái đó tập có rồi mà cũng chưa được. Đâu là cái tập gì nữa? Cho mình sau đi để chi biết không? Để lấy len, để cảm thấy là mình special, được thầy kia chiếu cố. Thật ra tất cả những cái đó nếu có khởi, không ai bắt tội mình hết. Nhưng mà cái đó là tự mình phải thấy mình còn cái tâm mê cái tiếng, cái tâm dở. Có rồi, bây giờ người kia chưa có là được, không có sao đâu. Nhưng mà thật ra những cái lúc đó mình chuyển cái tâm, tu là ngay cái giờ. Cho nên có ngồi thiền hay không có quan trọng. Có thiền được cái lúc đó, có thấy rõ tâm mình ngay lúc đó thì là thiền. Cho nên cái tội lỗi không ai ban ai phạt, tự mình nhận xong chuỗi để mình tự xưng là ồ tôi có phước quá, được thầy hay cô gì đó tặng cho xong chuỗi. Nhưng mà cái phước là mình khởi chút tham rồi, rồi mới nói thầy thương người kia hơn, con đệ tử ghẻ thì người kia đệ tử ruột. Cái người kia mới cho mình xong chuỗi, cho nó có mừng mừng. Mình kêu mà mình có phước, nhưng mà thật sự trước khi phước là cái gì nó sanh? Cái tội nó sanh. Cho nên tội với phước là không ai ban ai phạt. Tội là chỗ nào? Tội là gì? Tội là tổn giảm, phước là tăng đích. Mình không có nhưng mình thấy người khác có, mình khởi lòng tùy hỷ, phước nó sanh. Mình không có mà mình phải gánh chút để được xong chuỗi, để xưng là phước, mà thiệt sự trong đó có lòng phước. Cho nên tội phước không ai ba ai phạt, mà tự mình tổn giảm và tăng ích. Tổn giảm là tội và tăng ích. Cho nên á, Đức Phật dạy có bốn pháp ở trong kinh điển. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là tự hóa. Bây giờ mình tự hóa bằng cách nào? Trong kinh Phật dạy lấy niệm và tuệ. Niệm là sao? Khi nó khởi lên cái đó, nhớ nó liền, niệm nó liền. Thay vì niệm Phật, bây giờ mình niệm nó. Niệm là gì? Niệm là tưởng nhớ cái đó. Đây là tâm niệm. Gần lấy cái tuệ ra chỉ nó liền,
Phật dạy trong kinh là tùy hỷ công đức. Mình không làm, người khác làm được, phải tùy hỷ, phải chia sẻ. Đa phần mình muốn cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải của mình. Mà hễ mà ai chia sẻ một chút là mình không làm, nó khổ đâu. Cho nên mình tu hoài mà tại sao mình không tiến? Không tiến là bởi vì cái nghi ti đó nó còn ở trong mình. Cho nên mình trị được cái thô nghe, mà cái tế mình chuyển nổi. Cái thô là ai chửi mình, chỉ mình nhân chia, mình cầm chửi mình cầm chửi mình chỉ cứ chửi, cứ dẫn dụng. Nhưng mà trong lòng của mình nó khởi cái gì mình được. Cho nên cái thô mình trị được, cái tế mình trị được. Cho nên ngạ nam mới nói là thi tránh thẩm trường vi tế hoặc. Thi tránh là gì? Chữ thi là hy vọng, chữ tránh là viên mãn, là rốt ráo, là tận cùng. Thẩm trừ là trừ cho tận cái vi tế hoặc là cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm của viên mãn. Mình với người kia đi chùa cùng một lúc, mình dẫn người kia vô chùa mà người kia trước có biết gì đâu, do tôi mới dẫn vô đó. Không, vậy mà bây giờ người kia thọ cái thập hiểu, thọ cái tại gia Bồ Tát, và thậm chí ăn chay trường rồi cũng chưa được cái bắt đầu. Trời ơi, cái chị hồi xưa không nhờ tôi không biết gì mà không có tôi không biết gì. Cho nên những cái tâm nó phải lên thì mình phải tự khai phá. Mà khi mình tự hóa được thiện, nó có thiện là tốt, thiện là lành, thiện là còn khéo, không có đủ. Cho nên phải thiện. Cái thứ ba mà Phật dạy là hồi nãy là chân là ngăn, chân là chân thành. Thiện là gì? Thiện là phải tự hóa. Bây giờ tới cái Mỹ, Mỹ có hai cách. Một á là phải kham nhận, kham là chịu, chịu đựng gọi kham nhận. Cho nên cái chữ nhẫn, mình hiểu nhẫn là sao? Nhẫn không có nghĩa là dồn nén, coi như là phải là khổ sở không. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng, chịu đựng không đau khổ. Kính thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống này, bất cứ một đợt cuộc sống nào chúng ta chọn, chúng ta cũng phải đều kham nhận. Thưa bà, nói ví dụ bây giờ một vị đi xuất gia, quý vị nhìn người xuất gia cạo bỏ tóc, mặc áo đơn sơ, chỉ có cuộc sống đạm bạc. Nhưng mà nếu không có tu kham nhận thì cũng không thể nào chịu đựng được. Tu mà khổ, tại sao? Mình muốn hành đạo mà ta đâu phải để cho mình hành đạo yên không? Có phải không? Phật tử mà tới chùa, chùa mà bê bối lập sập thì không được, cũng nói thầy vô giờ chùa bê bối dơ quá. Mà chùa mà khang trang mà rộng rãi mình vốn chịu, cái chùa đó bây giờ giàu lắm. Thôi đừng cúng, giàu lắm. Cho nên mình mới thấy cái tâm của mình không làm sao mà chơi cái người tu cũng cày di rất nhảy với mình. Cho nên nó mình sống ở đời nó cũng khó. Ông xã của mình hồng mới quen dễ tôi mình mới chịu. Cho nên bây giờ mà ông khó chịu mình trợ tu biết ông thiệt cũng có chịu, phải không? Nhưng mà mình quên cái tâm nó vô thượng. Phật dạy nè, thân của mình là bất tịnh, cái tâm của mình là vô thường, cái pháp sự vật trên đời này là nó vô ngã. Cho nên cái tâm con người nó không có ở yên. Rồi chưa nói là do cái cơ thể nó thay đổi theo tuổi tác, thì nó có những cái tính tình nó thay đổi theo nam cũng như nữ. Vì vậy mà bây giờ mình gặp người chồng khó thì mình cũng phải kham nhận. Không, không lẽ bây giờ cứ bỏ chút rồi bỏ giải quyết sao, bỏ thanh toán ra sao, thanh toán sao cho nổi. Chờ bà mới nói, không bà biết, không bà thông cảm, có nhiều cô muốn chia sẻ. Mình muốn tu lắm, mình muốn nghe kinh lắm, muốn học Phật, nhưng mà ông xã mới kiểu. Thì thôi bây giờ bà chỉ quý vị cái cách khác. Có nhiều vị mới nói rằng,
Mỗi một lần mà đang ở trong nhà mà nấu cơm mà nghe pháp, mà nghe ông là lục lục ông đóng cửa xe mà ông làm tới cửa rồi tắt liền trong vấn đề. Ông mà bước vào tới nhà mà ông nghe cái tiếng vang mà lại ngại, ông nói nghe ba cái ba lá, ông không thích. Có nhiều khi là ông tắt cái máy, có nhiều khi ông máy từ một cặp. Quý vị đừng có khởi tập sân tập giận, đó là cái quan niệm của ông. Mà nếu mà khởi tập sân giận rồi thì quan niệm nó chân chạy. Đời trước cho mình cũng che lấp cái hiểu biết của người khác, cho nên đời này mà có bị người khác che lấp mà người đó không ai hơn hết là phải là cái người mà mình là sát tôi của mình, nó đủ làm khổ mình, cho nên trả nợ phải có lời, phải không? Thành thử nếu mà là anh em bà bạn mà ngăn cản mình là chưa đủ là mình khổ, chỉ có người sát bên mình mới đủ khả năng làm mình khổ. Cho nên mỗi một lần như vậy thì khởi cái tâm lên cầu cho người bạn đời của con, ông xã của con, chồng của con, cứ cứu tâm của con. Cứ một lần họ hành khổ mình thì mình khởi cái tâm lên, lấy cái thiện, lấy cái kham nhẫn và cảm hóa cái bất thiện của mình, cái đó mới mạnh. Cho nên nhiều khi một người mà ta bắn mình, đừng có khởi cái tâm giận dữ với người, tại vì giận dữ với người dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình có kết thêm quan niệm, chúng ta gọi là nội kết. Bây giờ mình không kết ở bên ngoài bằng cách là chửi lại, nhưng mà tức giận ở bên trong thì mình kết với cái người đó là nội kết, và cái nội kết nó nguy hiểm hơn là ngoại kết nữa. Cho nên muốn giải trừ được cái quan niệm của mình thì phải giải trong mình. Bây giờ giải nội kết là phải chịu đựng với cái nào. Không có ai làm khổ mình cho mặt cái người thân người của mình, người ngoài không có đủ khả năng. Cho nên Đức Phật không nói giáo pháp của Phật không ai có thể phá hoại được, chỉ trừ những người trong nhà. Chính đệ tử Phật là người phá hoại giáo pháp. Ví dụ Phật dạy mình sống cái hòa hợp mà mình cứ đi yêu sống nha, thì làm sao mà còn có ai bên ngoài nó biết chuyện gì đâu, sống nói xấu từ trong nhà mình nói ra, nội bộ mình kêu ra, thành thử ra nó loạn ở trong đạo pháp. Cho nên Đức Phật sư tử trùng thực sư tử, chỉ có những con vi trùng, con sâu bọ trong bộ lông của con sư tử nó mới có khả năng nó làm chết con sư tử. Ai dám tới gần sư tử? Không có ai dám tới gần sư tử. Chỉ con sâu, con bọ nó nằm ở trong bộ lông của sư tử nó mới đụng phép và giết được con sư tử. Cho nên mình phải có cái pháp kham nhẫn đối với chồng, đối với con, đối với những người mình chưa tu, thấy không? Mình còn khô, mà càng tu càng giữ cái mình phán trong câu hồi tôi chưa tu. Có một cái người đã than với một cái đạo hữu, nó hồi mà con chưa tu á, không ai dám chửi con hết. Bây giờ từ khi mà con đi chùa con tu rồi nó chửi con quá trời, thì cái vị đó mới nói phải rồi, hồi con tu con giữ muốn chết ai dám chửi lại. Bây giờ họ biết con tu con hiền lành họ chửi, họ chửi lên cho một cái pháp khác. Cho nên nếu mà người kia không mắng mình, nhưng mà người nào hay có cái tập hay mắng người khác đừng lợi dụng, mà mình mắng over đó tư giúp kinh nghiệm cho mình. Cho nên sống trong đời thì có thành khổ ai đó. Mình thành khổ người khác á, có nhiều khi mình vô tình mình gieo cái nghiệp lại cho chúng mình. Còn người nào mà lỡ có bị á, thì cứ nhớ đó là cái pháp để mình phải khám. Cho nên nếu Phật mới dạy, mà khi mình kham nhận được rồi, từ ở trong lòng mình, cái nét mặt của mình nó đồng cái hiện cái nét đẹp. Cái người mà không có kham nhận mà hay giận là cái nét mặt của mình dễ thương và buồn. Mà nói theo ngoài đời là không có mùa xuân. Người đời mà đã gặp cái người nào mà nhìn nét không có một chút xuân gì hết trơn, trời gặp chị không có mùa xuân, gặp anh nọ không có mùa xuân. Cho nên đó, mình phải tu làm sao mà quý vị phải thấy rằng bất cứ cái gì chúng ta chọn đều phải có cái giá để trả. Đời thì chúng ta phải có con đường đời, và khi đường đời chúng ta đi thì phải gặp gỡ. Trong đường đạo cũng không có bao giờ mình tên thang hay gặp nghèo. Tại sao vậy? Quý vị cứ để ý, từ ở trong chân núi mà lên tới đỉnh núi để mà tìm châu bảo thì đâu phải là chuyện đơn giản, phải không? Ở bên Trung Hoa đó, ở Bắc Kinh đó, nó có cái vạn lý trường thành,
Vạn lý trường thành nó dài cả bao nhiêu trăm dặm, ví dụ nó dài lắm quá rồi. Vạn lý mà trường thành là thành quá rồi. Ít có người nào mà đi hết cả cái trường thành đó, nó đi thì vài chỗ thì nó có một cái điểm cao nhất. Thì ở trên đó ta để bốn cái chữ hán, ta để cái câu như thế này: bất đáo hoàn thành, à xin lỗi, bất đáo trường thành phi hảo hán. Người nào mà chưa đến trường thành không phải là người hảo hán. Cho nên ai mà ráng mà đến được trên đó là thiệt là hảo hán. Hảo hán là hảo hớn, anh hùng. Người nào chưa đến trường thành cũng như thế. Mình tham nhẫn chưa đủ thì chưa phải là. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh này, các thầy tùy theo, có 8 cái binh khí. Quý vị biết vũ khí của người nữ là gì? Nước mắt. Vũ khí của con nít là gì? Tiếng hét. Con nít mà hét lên là nó đi lên này. Mình kéo nó ra chỗ khác liền. Cho nên nó mà không thích chỗ nào rồi á, nó khóc không chưa đủ, nó khóc mình đổ nó được, mà nó hét một cái mình thấy kỳ, mình kiếm nó đi. Cho nên Phật dạy cái vũ khí của đứa con nít là tiếng hét. Vũ khí của ông vua là mệnh lệnh. Vũ khí của người nữ là nước mắt. Vũ khí của người tu là gì? Là nhẫn nhục. Cho nên người tu mà không có nhẫn nhục thì hư hỏng cả cuộc đời. Cho nên tại sao mình tu mình phải đắp y nè? Tại sao quý vị phải đi chùa mặc áo tràng? Áo tràng là tượng trưng cho áo nhẫn nhục, áo nhu hòa. Cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục. Cho nên tại sao phải đắp cái màu này? Cái màu vàng nước nước này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất, cho nên đất mới dày, đất mới rộng, đất mới sâu. Chỉ có đất mới chứa được tất cả các thứ. Dù nước dơ, nước sạch, dù người ta khạc, người ta nhổ, người ta làm gì thì đất vẫn như vậy. Mà người nào muốn xây dựng bất cứ cái gì cũng phải xây từ đất. Cho nên nhẫn nhục là gì? Là thành công. Nhẫn nhục là cái foundation, nhẫn nhục là cái mà cái nền móng để xây dựng tất cả sự tu học của chính họ. Quý vị biết không, một vị thầy mà xây dựng một ngôi chùa phải dễ đâu, phải kham nhẫn lớn. Tại vì sao? Không phải chỉ có tiền mà xây dựng đâu, chưa đủ. Cho nên thí dụ bây giờ ông bà nói mình không có tiền mình xây chùa, cái đó mình mới xây được cái gì đúng không? Mới xây được cái cơ sở vật chất thôi, chứ chưa xây được lòng người. Cho nên mình muốn xây chùa nó phải hội đủ hai điều kiện: một là phải lòng người, hai cái chuyện tài chánh. Lòng người mà có, tài chánh nó sẵn. Lòng người mà không có cái mình rồi á thì ai ủng hộ mình đâu sẵn. Đó, cho nên muốn xây chùa trước hết phải có lòng, phải có khát. Vô hợp xây chùa, chùa là cái gì? Thanh tịnh địa, viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Ta đừng nghĩ tới chùa đâu nha. Chùa là cái nơi mà để xa lìa cái xấu, gần gũi cái ác. Xa lìa cái xa lìa cái xấu, gần gũi cái thiện. Vậy mà mình đi vô trong đó mình gây từ đầu mũi cho tới cuối mũi thì công đức ở đâu mà hợp xong một nguyện đem công đức này. Buổi hợp nào cũng gây quá trời quá đất, nguyện gây xong cái đúng vậy chấp tay hợp đó mà hồi hướng. Cho nên mà hợp xong rồi đó, ai vừa tụng cái bài một nguyện đem công đức này là nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô lượng thệ nguyện hành. Chứ còn mình gây gỗ xong một công đức ở đâu trong cái buổi họp đó mà gọi đúng vậy chấp tay nguyện đến công đức này. Cho nên là kham nhẫn, tự hóa, chân thật. Mà người kham nhẫn tự nhiên cái nét. Rồi cái điều thứ tư là gì? Xả bỏ. Nhẫn chịu đựng nhưng không có nghĩa là chấp chưa. Nhẫn chịu đựng mà phải xả. Cho nên người Mỹ nó nói câu hay: forgive, forget. Mình forget là mình tha rồi, mình phải quên chứ cũng phải forget. Người không forget rất là khó để forget. Mà người đã forget được thì nhớ phải forget. Đó. Cho nên đó, xả bỏ là gì? Xả bỏ là dứt trừ.
là phải dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái lòng ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm gọi là ly kỵ, ganh tị thì mới có thể tu. Cho nên tại sao mỗi lần chúng ta chắp tay này, chúng ta lễ Phật á, chúng ta chắp tay xong chúng ta đưa lên trán, chúng ta khi mà lễ Phật là hai bàn tay đưa xuống, lúc xuống lúc đưa lên rồi đó nghe không? Mình cầu cái quả vô thượng bồ đề đưa lên đây, nhưng mà đưa lên đây rồi làm đưa bàn tay xuống, tại vì xả bỏ là xuống tới lòng, xuống sát tới đất rồi nữa, tức là gì nữa, không còn cái ngã nữa, không còn tự cao tự đắc nữa. Cho nên đưa cả con người mình bỏ xuống đất, mà khi mà bỏ xuống đất rồi á, lúc đó phải mở lòng để nó xà tay nè. Quý vị để ý cách lại coi, nhiếp tâm, đây là nhiếp tâm nghe, nhiếp tâm, nhiếp tâm là làm gì nữa, cầu vô thượng, cầu cái quả vô thượng mà đưa là mình tới cái quả vô thượng là phải gì, phải xả. Cho nên khi đưa xuống là một người. Cho nên trong nhà Phật cái lễ là tại sao lễ mà phải sát xuống đất? Không sát xuống đất nghĩa là cái ngã chưa xả. Cho nên phải phủ thể, phải sát đất. Sát đất rồi tức là mình buông bỏ cái ta đó, cái ngã là cái ta đó. Mà bỏ xuống được rồi á, xòe ta ra, mở ta ra. Mở ta ra là tượng trưng cho mở lòng để học hỏi. The more you open, the more you receive. The more you close, the more you want nothing. Mình càng đóng cửa thì ai dám tới với mình mở lòng người ta mới tới với mình, phải không? Cho nên á, muốn tu mà không xả thì chưa thể làm. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái cách chúng ta lại là phải sạch. Có một vị đó ý mình tụng kinh nhiều, cho nên đến lại một tổ mà lại đầu không sát đất. Lục tổ mới đây lại mà không sát đất, ông mới cấm cạnh, ông nói tôi tụng nhiều bộ kinh, tụng kinh có mấy ngàn bộ. Tổ mới nói tụng kinh mà không khéo bị kinh lộ. Đáng lấy mình tụng kinh để kinh lộ cho mình, kinh giúp cho mình chuyển hóa, nhưng mà rốt cuộc mình tu sao bị kinh lộ. Mình thấy không? Mình phải độ, mình phải độ bộ kinh đó, làm cho làm sao bộ kinh đó cảm hóa. Rốt cuộc á, mình tu mình càng cao thì cái ngã mình càng. Trời Pháp Hòa hay ví dụ với đại chúng là mình phải càng cái máy bay nó càng bay cao á thì mình thấy nó càng nhỏ, phải không? Càng bay cao thì cái tiếng kêu của máy bay nó càng nhỏ nghe, có phải không? Mình cũng thế, tu càng lâu, tu càng cao thì cái ngã mình nó nhỏ như chiếc máy bay cao mà bớt nổ. Mình tu càng mình nổ càng nổ. Tôi là tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu Phật. Thật ra mình nói để khuyến khích nó không sai, nhưng mà nếu mình nói từ cái tâm á mà để mình khoe là sai. Cho nên nó tội với phước á, nó cũng phải từ cái nguồn tâm. Có nhiều khi mình nói á, mình nói tôi phải nói để cho nó hiểu, nhưng mà nói bằng cái tâm gì? Nói bằng tâm là muốn xây dựng người khác thì cái phước nó có. Còn nói mà để mạ lị người khác, nói để mà làm cho người khác xấu hổ, làm cho cái con người nó ảnh diện lên trước mặt của chúng, nó sai rồi. Tội không có, phước không có mà tội là sai. Thành thử ra Đức Phật dạy, người muốn sống mà có chân, có thiện, có mỹ thì hành đúng pháp. Mà ở mặt chân phải chân thật, ở mặt thiện á, thì phải tự hóa, ở mặt mỹ thì phải kham nhẫn và xả bỏ. Quý vị để ý, cái người mà xả bỏ, cái nét mặt họ nó nhẹ nhàng, người mà không xả bỏ thấy nó nặng nề. Cho nên khi mình ngồi thiền, quý vị ngồi tịnh đó, cái cách ngồi là như thế này. Quý vị ngồi trên ghế cũng được, quý vị ngồi xếp bằng cũng được. Cái quan trọng là quý vị phải buông bỏ. Cho nên khi mà ngồi á, giữ lưng cho thẳng, hai chân khép lại rồi á, tay của mình để trên lòng bàn chân, thả lỏng hai vai. Hai vai mình buông thả ra, đừng có gồng, thả lỏng hai vai. Mình có thể nhắm mắt lại và bắt đầu mình chú tâm đến hơi thở của mình. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, và tâm của mình nó bắt đầu nó buông hết tất cả những lo âu, những buồn phiền gì bây giờ, chỉ chú ý là lên lại.
thở vô a di, thở ra đà phật, a di đà phật. Quý vị ngồi nằm, quý vị thấy quý vị khỏe không? Ngồi ngồi rất khỏe. Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta vui hơn. Cho quý vị đi thiền hành như vậy, bước một bước chân xả, bước một bước chân xả, chúng ta xả những cái phiền, những cái buồn. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng của ngài thì nó to. Tại sao bụng to? Bụng to là ngày trước, nhưng mà cái trước của ngài nó khác của mình. Mình chứa toàn là phiền não thì nó mới sinh bệnh. Còn ngày là ngày chứa mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên nét. Cái người cũng chứa mà chứa cái an vui thì nó hiện trên nét mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cái buồn phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái nặng nề. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng là tâm hồn phải xả. Xả cái gì? Tối số gặp nhau hỏi bữa nay mấy triệu. Hồi tối sổ chưa? Chưa sổ, vậy thì bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì á là gặp nhau bàn chuyện đó. Người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính chuyện làm ăn. Vậy thì người Phật tử gặp nhau nói gì? Nói đạo lý với Phật pháp, có phải không? Cho nên á, người ta ở cái dạng nào thì người ta gặp nhau ta bàn cái đó. Còn mình người Phật tử gặp nhau nói đạo lý. Người Phật tử mà có chùa trong lòng rồi, quý vị biết không, đi tới đâu cũng kiếm chùa thăm. Mặc dù đang đến đi du lịch với người nhà mà qua tới thành phố khác cũng hỏi đây có chùa, có gần chùa đi thăm chùa cái rồi đi chơi, tốt lắm. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng trong lòng mình nó có bắt đầu có ngôi chùa. Cho nên quý vị biết không, ngôi chùa trước hết chúng ta phải xây ở đâu? Xây tận ở trong. Vì chữ chùa nghĩa là gì? Chữ chùa là mình nói tiếng Việt. Còn tiếng Hán, ta xin lỗi tiếng Phạn á, chùa là Sangharama, già lam. Chúng ta âm là già lam. Già lam có người Trung Hoa dịch ra là gì? Viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Chùa là nơi xa lìa cái nẻo xấu để gần gũi cái lành, cái thiện. Như vậy mỗi khi chúng ta tới chùa thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nguyện gần cái lành, không gần cái xấu. Cho nên chúng ta những người đồng đạo đi chùa với nhau, chúng ta là đạo hữu. Hữu là bạn, đạo là con đường. Bạn cùng đường chứ đạo hữu. Bạn cùng tu chứ đồng tu. Bạn cùng đi về một hướng là đạo luôn. Lưu là lưu xuất và trôi chảy theo một dòng đó, đạo luôn. Còn người nào mà tu mà nhập vào dòng thánh rồi, bây giờ không trôi dạt người nào cũng là nhập luôn. Cái quả nhập luôn là sơ quả của trong tứ quả: Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Mà cái quả Tu Đà Hoàng á, dịch nghĩa là gì? Là nhập luôn vào dòng. Vậy vào dòng rồi bây giờ chỉ một hướng mà đi để đi tới quả A La Hớn cho qua thôi, đường hẹp. Phải không? Còn mình đi mà quý vị biết không, nhập lưu mà phải nhớ đi cho thẳng. Chứ còn đi trên đường mà gặp cái này cũng mắc, đi bên kia cũng mắc là ta giơ tay ta lôi mình xuống lại. Phải không? Thì thôi hôm nay như là nãy có quà có thương có đại chúng. Người nào phải gặp nhau là bàn chuyện đó. Người Phật tử mình gặp nhau có bàn chuyện khác, có bàn chuyện tu. Thì có quà gặp quý vị một năm cũng được hai lần. Mà mỗi lần gặp nhau thì mang lời kinh lý Phật ra để chia sẻ và nhắc nhở sách tấn với nhau tu. Xin chúc đại chúng có một mùa vu lan tràn đầy hạnh phúc, ấm áp trên tình cha. Chúng ta sắp tay ngồi luôn. Nguyện A